Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Syria cho biết các tiêm kích của quân đội Israel đã tiến hành không kích nhiều khu vực lân cận thủ đô Damascus trong đêm 28 tháng 2. Hãng thông tấn Sana dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Syria viết, các vụ không kích do phía Israel thực hiện xuất phát từ hướng dẫn cao nguyên của làn hiện do tên Aviv kiểm soát. Chúng tôi đã bán hạ phần lớn tên lửa đối phương, thiệt hại về vật chất được giới hạn, thông báo viết. Trên kênh truyền hình Al Maiden, Thần Iran cho biết tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thị trấn Jayceda, Sinop, nằm ở phía nam Damascus. Theo một số nguồn tin tình báo của địa phương, đơn vị khuy thuộc về binh cách mạng hồi giáo Iran cùng một số lực lượng do Iran hậu thuẫn và có sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trấn này. Nguồn tin từ một tổ chức giám sát quyền con người ở Syria nói rằng, với Israel không kích vào những nơi tập trung nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, bao gồm căn cứ của lực lượng Hezbollah tại Liban, nằm ở hai địa điểm gần Damascus. CNN dẫn tuyên bố của cơ quan y tế tại Sài Gaza ngày 29 tháng 2 cho biết đã có hơn 30.000 người thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel hamas nổ ra tại khu vực này. Dù cơ quan y tế tại giải Gaza không nêu cụ thể bao nhiêu dân thường và tay súng Hamas thiệt mạng, nhưng theo một số cập nhật thì có tới 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, thống kê của lực lượng phòng vệ Israel gần đây nói rằng số tay súng Hamas bị lực lượng này vô hiệu hóa kể từ khi xung đột nổ ra đã lên tới 10.000 người. Sau Abdiivka, Nga chiếm thêm 3 ngôi làng của Ukraine Ngày 29 tháng 2, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tiến vào làng Choputine ở vùng Zaporizhzhia phía nam Ukraine, tâm điểm của nhiều cuộc tấn công gần đây. Trong khi đó, trời tư dẫn một báo cáo cho biết quân đội Nga đã chiếm một số tòa nhà trong làng, nhưng không rõ liệu quân đội Ukraine có rút hoàn toàn khỏi đó hay không. Trong nhiều ngày trước đó, Nga cũng đã chiếm được một ngôi làng nằm gần thành phố Abdiivka, phía đông bắc Ukraine. Ngày 28 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội của họ đã chiếm được làng Stebuv, cách thành phố Avdiivka bảy dặm về phía tây bắc. Các quan chức Ukraine trước đó cho biết lực lượng của Kiev đã rút lui khỏi Stebuv và làng Sievene lân cận. Hôm 26 tháng 2, phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Lykovyi cho hay các lực lượng Ukraine rút khỏi làng Lastokhine để tổ chức phòng thủ dọc theo tuyến ở khu định kỳ mới nhằm ngăn chặn sự tiến sâu hơn nữa của kẻ thù về phía tây. Theo báo Washington Post, các ngôi làng này cần rất ít sự quan trọng trong chiến lược đối với Ukraine. Stepove và Zhevene có dân số dưới 100 người ngay cả trước khi Nga khởi sự tấn công, cách đây hai năm. Tuy nhiên, những thành quả đạt được cho thấy Nga đang phát huy lợi thế của mình sau khi chiếm Avdivka. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga kể từ khi chiếm được thành phố phía đông Bắc Mốt vào tháng 5 năm ngoái. Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch B trị giá 4 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine. CNN dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc xem xét có nên sử dụng nguồn tài trợ trị giá 4 tỷ USD mới nhất của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Cuộc thảo luận về điều này và các kế hoạch B tiềm năng khác đang trở nên cấp bách hơn trong vài tuần qua. Quan chức này nói, với việc Ukraine ngày càng khát khao sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ chối bỏ phiếu về nguồn tài trợ bổ sung, các quan chức quốc phòng đang thảo luận xem liệu có phương án đệm về mặt tài chính trong nước nào đó có thể cho phép giải ngân ít nhất một phần trong số 4 tỷ USD còn lại hay không để giúp Ukraine. Khi được hỏi về khả năng sử dụng số tiền 4 tỷ USD đã được phê duyệt từ năm ngoái, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dragon Gun cho biết, Bộ Quốc phòng tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung để hỗ trợ Ukraine trong lúc cần thiết và bổ sung nguồn cung cấp của chúng tôi. Một quan chức quốc phòng khác cũng nói với CNN rằng, gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine nếu được gửi đến chắc chắn sẽ bao gồm các loại đạn dược quan trọng. Quan chức này cho biết các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về cách thức và địa điểm đặt thiết bị quân sự để có thể gửi tới Ukraine càng nhanh chóng càng tốt sau khi tìm được nguồn tài trợ bổ sung. Theo nguồn tin của CNN, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra ở lầu Nam góc. Việt Nam phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần bãi Tư Chính. Bãi Ngầm Tư Chính là một phần thêm lục địa của Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo trong ngày 29 tháng 2, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc gần đây điều hai tàu hải cảnh hoạt động trong khu vực này, theo bà Hằng, lập trường của Việt Nam với bãi ngầm tư chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác lập hoàn toàn hợp pháp với luật pháp quốc tế. Đặc biệt là UNCLOS năm 1982, người phát ngôn nói, bà khẳng định Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ cái lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của mình bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Dữ liệu từ trang Marine Traffic cho thấy, tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc ngày 20 tháng 2 bật hệ thống nhận dạng tự động AIS tại vị trí gần bay tư chính của Việt Nam và hiện diện tại khu vực trong nhiều ngày. Năm 901 là một trong những tàu lớn nhất của hải cảnh Trung Quốc, có lượng giãn nước 12.000 tấn và dài 165 mét. Hồi đầu tháng 5, 2023, Trung Quốc từng điều tàu khảo sát hướng dương hồng 10 cùng tàu hải cảnh hộ tống và một số tàu cá hướng đến khu vực bãi Tư Chính. Bộ ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu khỏi vùng biển Việt Nam. Nhóm tàu này rời khỏi vùng biển Việt Nam vào đầu tháng 6 năm 2023. Mặc dù các nước phương Tây phủ nhận việc cử quân sang Ukraine tham chiến, nhiều tài liệu khẳng định sự hiện diện của binh lính những nước này dưới vỏ bọc tình nguyện viên quốc tế. Theo báo Financial Times, ngày 28 tháng 2, dù các nước phương Tây luôn bác bỏ việc cử binh lính tăng viện cho Kiev, sự hiện diện không chính thức của lực lượng đặc nhiệm các nước này trên chiến trường Ukraine vẫn là điều được ngầm công nhận. Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu EU hôm 26 tháng 2, tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh tuy các nước phương tây chưa thống nhất việc gửi binh lính trên bộ một cách chính thức và công khai sang ukraine nhưng vẫn không nên loại trừ bất kỳ khả năng nào chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo nga không thắng cuộc chiến này nhận xét về tuyên bố trên một quan chức quốc phòng cấp cao châu âu giấu tên khẳng định ông macron nói thế chỉ nhằm hù dọa và tạo sự mơ hồ cho nga vị này khẳng định tất cả đều biết lực lượng đặc nhiệm phương tây có mặt ở ukraine họ chỉ chưa chính thức thừa nhận điều đó trong khi đó, giới chức Pháp cũng khẳng định binh sĩ phương Tây sang Ukraine không nhất thiết phải cầm súng tham chiến. Thay vào đó, họ có thể thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ như gỡ bom mìn, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống vũ khí, củng cố đường biên giới các nước láng giềng với Nga như Moldova. Theo đài AT, trên thực tế từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ hôm 24 tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga thường xuyên công bố việc tấn công nhắm vào lính đánh thuê ngoại quốc tham chiến tại Ukraine. Hồi cuối năm 2022, một văn bản của quân đội Anh cũng thừa nhận hiện có hơn 300 binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến hoàng gia tham gia các phi vụ bí mật trong môi trường cực kỳ nhạy cảm với mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao tại Ukraine. Tuy nhiên đến nay, cả ba nước trên đều chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin nêu trong các tài liệu trên. Tuyến phòng ngự tiếp theo của Ukraine ở Avdiivka vỡ vụn, Chuỗi sụp đổ dây chuyền ở Avdiivka của Ukraine vẫn chưa dừng lại khi gần như toàn bộ tuyến phòng ngự lâm thời vỡ vụn trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga. Kênh Military Samari đưa tin Ukraine sụp đổ hoàn toàn ở mặt trận Avdiivka khi Nga tiếp tục giành chiến thắng ở Olivka. Trước sức ép liên tục của đối phương, lực lượng Kiev buộc phải tháo chạy, bỏ lại thành trì Olivka. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, rõ ràng là không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác về việc Kiev có thể sẽ ngăn chặn bước tiến của Moscow ở đâu. Trong khi đó, kênh Cholstoy lại ghi nhận bước tiến lớn hơn của Nga khi thông báo họ đã chiếm giữ hoàn toàn các làng Olivka, Tonenke và Bekdichi ở phía tây Abdiivka. Cứ điểm duy nhất còn lại trên phòng tuyến thứ hai là Semenkoye, Kẹp ở giữa dường như sẽ tự sụp đổ, kênh Geroman cũng xác nhận Nga tiến rất nhanh và chiếm lĩnh cả ba làng nói trên. Kiev thực sự vỡ trận, không thể giữ được phòng tuyến lâm thời. Phía sau phòng tuyến này là một khu vực chống trải kéo dài chừng 15 km về phía Tây và hầu như không có khu định cư nào lớn. Rất thuận lợi để Nga giành thêm quyền kiểm soát một vùng tương đối rộng lớn cho tới khi bị chặn lại bởi yếu tố tự nhiên là một con sông và hồ lớn. Chuyên gia quốc phòng Yuri Podoliak nhận định, ở phía tây Avdiivka, lực lượng Kiev đã nhanh chóng xây dựng tuyến phòng thủ mới. Nhiệm vụ của họ là vừa rút chạy vừa tổ chức phòng ngự lâm thời để kìm chân cuộc tấn công của Nga nhằm câu giờ. Quân Ukraine không thể giữ phòng tuyến Bekdiki, Olipka, Tonenkoye, rất có thể mặt trận sẽ chạy dọc theo tuyến Ocheritino, Kurachovo. Chuyên gia quân sự Yuri Podoliak cho biết, tại Chasovya ở phía tây Bắc Mút, quân đội Nga đã có thể giữ vững vị trí của mình. Các đứa đoàn tinh nhẹ Ukraine nhiều lần cố gắng phản công nhưng không thành. Nếu trà sốp sụp đổ, cũng sẽ nghiêm trọng như thất bại ở áp Diipka, mở đường cho Nga tiến tới Konstantinovka ở Tây Nam và khiến nhóm quân Ukraine ở Torres rất dễ bị tổn thương. Zaporizhia lại trở thành một điểm nóng quan trọng nếu trước đây quân Nga tập trung ở Rabotino và Vebovoye, thì giờ đây họ đã mở rộng đáng kể mặt trận, bao gồm cả thị trấn Gulepole. Các lữ đoàn xung kích của Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thị trấn này. Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo tối 28 tháng 2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 79 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 91 cuộc không kích và 102 cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa bắn loạt. Báo cáo có đoạn trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 7 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một điểm kiểm soát, một khu tập trung quân vũ khí trang bị, 4 khẩu pháo, một hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử và một mục tiêu quan trọng khác của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupiang, Liman, Bakhmut, Abdiivka, Novopalovsk, Zaporizhia và Kherson. Thứ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky cho hay, Kiev đã yêu cầu nông dân Ba Lan bồi thường vì đã đổ xuống đất khoảng 180 tấn ngộ cốc Ukraine. Theo trang RBK Ukraine ngày 28 tháng 2, dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky cho hay, Kiev đã yêu cầu nông dân Ba Lan Bồi thường vì đã đổ xuống đất khoảng 180 tấn ngũ cốc Ukraine từ các xe chở hàng quá cảnh ở Ba Lan trong đợt biểu tình gần đây. Chính phủ Ukraine và cảnh sát Ba Lan đã xác nhận 8 toa tàu chứa ngô đến từ Ukraine đã bị mở, khiến ngô đổ xuống đường dây ở Ba Lan vào ngày 25 tháng 2 theo AFP những nông dân Ba Lan đang tham gia biểu tình đã đổ ngũ cốc Ukraine từ các toa tàu để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng. Cũng trong tháng này, họ đã dỡ bỏ nông sản khỏi các xe tải đang cố gắng vào Ba Lan trên một con đường gần cửa khẩu biên giới với Ukraine. Do các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan ở biên giới với Ukraine, khoảng 160-180 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị đổ ra khỏi các toa chợ hàng đang được gửi đến Maroc trên đường vận chuyển những người gây ra thiệt hại phải bồi thường việc này có thể được quyết định bằng phán quyết của tòa án hoặc tự nguyện RBK Ukraine dẫn lời ông Vysotsky, trang RBK Ukraine ngày 28 tháng 2 dẫn lời Thứ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky cho hay Kiev đã yêu cầu nông dân Ba Lan bồi thường vì đã đổ xuống đất khoảng 180 tấn ngũ cốc Ukraine từ các xe chở hàng quá cảnh ở Ba Lan trong đợt biểu tình gần đây. Chính phủ Ukraine và cảnh sát Ba Lan đã xác nhận 8 toa tàu chứa ngô đến từ Ukraine đã bị mở khiến ngô đổ xuống đường dây ở Ba Lan vào ngày 25 tháng 2 theo AFP. Những nông dân Ba Lan đang tham gia biểu tình đã đổ ngũ cốc Ukraine từ các toa tàu để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng. Cũng trong tháng này, họ đã dỡ bỏ nông sản khỏi các xe tải đang cố gắng vào Ba Lan trên một con đường gần cửa khẩu biên giới với Ukraine. Do các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan ở biên giới với Ukraine Khoảng 160 đến 180 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị đổ ra khỏi các tòa chợ hàng đang được gửi đến Maroc trên đường vận chuyển. Những người gây ra thiệt hại phải bồi thường. Việc này có thể được quyết định bằng phán quyết của tòa án hoặc tự nguyện. RBK Ukraine dẫn lời ông Vizosky, Thủ tướng Ba Lan Donatok ngày 28 tháng 2 cho hay chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa tạm thời biên giới với Ukraine đối với hàng hóa. Theo AFP, chúng tôi đang nói chuyện với phía Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động thương mại nói chung, ông Tức nói với các phóng viên. Ngày mai, tôi cũng sẽ thảo luận vấn đề này với nông dân Ba Lan. Giải pháp này sẽ chỉ là tạm thời. Tôi sẵn sàng đưa ra quyết định chắc chắn về vấn đề biên giới với Ukraine, luôn tham khảo ý kiến của Kiev, để không có bất kỳ căng thẳng không cần thiết nào giữa Warsaw và Kiev, Thủ tướng Tức cho hay, đồng thời nhấn mạnh cần có giải pháp lâu dài. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.